Các bạn nghe mình thâu nhé. Để làm một cái clip hát mình sẽ làm như thế này. Tàn cành thâu buồn thâm sâu vì nơi đâu bao nỗi u sầu gieo đắng cay. Chua xót thầm tình nay đã tàn. Sẽ hát lại, sẽ dựng hát cao hơn. Chua xót thâm tình nay đã tàn. Khi bị ngắt quãng. Chua xót thâm tình nay đã tàn. Ok, trễ rồi. Ơi Hồng Loan, xót thương này nha. Ok, ok, hát lại luôn mọi người. Chết cha, sao có nhiều nghiệp. Ôi Hồng Loan, xót thương hồng nhan. Ôi xót thương đại trang. Ok, sai lời. Ôi Hồng Loan, xót thương đại trang. Này làm sao xóa tan cửu quan. Đời liễu dương sai đắm tình nương. Làm sao mơ phai. Khen nghe lại coi được không nha. Ok, hát được 2 câu rồi. Ok. Rồi, thế từ nó làm sao? Này làm sao? Này làm sao, sao? Này làm sao, xóa tan cửu quan. Đời liễu dương, sai đắm tình nương. Làm sao mơ phai, niềm riêng dính ly. Làm sao mơ phai niềm riêng dính
Niềm riêng dính lên niềm riêng dính lên ok với mọi người. Ok mọi người vừa mới nghe Vinh thâu xong. Bây giờ mọi người sẽ nghe Vinh viết cái bài này nha. Ok, bây giờ mình bỏ cái tai nghe ra để mình nghe cho rõ hơn nha mọi người. Tàn cần thâu bồ thâm sâu diện nơi đâu bao nỗi u sầu kéo đắng cay chua xót thâm tình nay ná tan. Giờ sẽ lên trước cái vé này nhé, cái này là nè Vinh chỉ là mới học nó thôi. Mình làm clip cho mọi người. Tàn cần thâu bồ thâm sâu diện nơi đâu bao nỗi u sầu kéo đắng cay chua xót thâm tình nay ná tan. Cái này là mình sẽ làm cho mọi người thì biết là một cái bài nhạc mà Vinh đưa lên YouTube là Vinh xử lý như thế nào nha mọi người. Hồi nãy mọi người nghe đó đó, nghe cũng khá là dày nhưng mà nó vẫn chưa đúng cái cao độ. Mình nghe lại nhé. Tàn cần thâu bồ thâm sâu diệt nơi đâu. Chỉnh lại cho nó thành chữ đâu cho nó tròn một xíu nha mọi người. Ok. Tàn cần thâu bồ thâm sâu diệt nơi tâm sâu diệt nơi đâu. Okay, nhẹ hơn xíu lại mọi người. Diệt nơi đâu, diệt nơi đâu, diệt nơi đâu, bao nỗi u sầu kéo đắng cay chua xót thâm tình nay ná tan. Ok bây giờ mình ví dụ mà mình không có biết cái cao độ nó như thế nào á thì mình sẽ bấm. Mi son hiện tại bây giờ là mi son thì bây giờ hiện tại là nó đang bị thiếu nè mọi người. Ok. Tiếng nơi bóng chiều đắng cay
Chúa xót thăm tận nai ná tàng. Chúa xót thăm tận nai ná tàng. Chúa xót thăm tận. Chúa xót thăm tận nai ná tàng. Chúa xót thăm tận nai ná tàng. Ok mọi người nha, xong là một cái bế đầu. Mình nghe hai câu sau nhé. Được nghe hai câu phía sau. Ôi Hồng Loan xót thương đại trang, nay làm sao xót an cửu quan đời. Rồi mình nghe hai câu ha. Hai câu tiếp theo. Xót thương đại trang. Rồi chữ trang, đại trang mình hơi sai nè. Đại. Trang là lên tới đô nha mọi người. Trang, okay. Ôi Hồng Loan, xót thương đại trang. Thương đại trang, nay làm sao xót an cửu quan đời lưu dư. Okay, nghe rõ rồi nha. Mình nghe ok rồi. Chúng mình cũng có quá trình nhiều. Để mình tính cái câu này. Tiếp theo câu số 3 nha mọi người. Mình sẽ chia thành 4 câu. Thì mình sẽ chỉnh từ từ đi. Mình sẽ nghe kỹ từ từ. Đời liễu dương sai đấng tân nương, làm sao bơ phai niềm riêng dính ly làm. Rồi câu số 3. Đời liễu dương sai đấng tân nương. Đời liễu dương sai đấng tân nương, làm sao bơ phai niềm riêng dính ly. Đời liễu dương sai đấng tân nương, làm sao bơ phai niềm riêng dính ly. Làm ok, nói chung là mình không có sửa gì nhiều lắm. Thì mình chỉ là cân nhắc những cái chữ mà mình lên chưa tới, thiếu một chút xíu à, mình lên một chút xíu nữa tới nữa thì mình sẽ nghe nó hay hơn, nó phê hơn ha mọi người. Nghe hai câu cuối nha. Làm sao mơ phai niềm riêng dân. Sau khi mà mình split xong đó, thì mà các bạn nghe ha. Thì là mình sẽ thử lại nghe.
nhận thâu buồn thâm sâu vì nơi đâu bao nỗi u sầu gieo đắng cay chua xót thâm tình nay nát tan ôi Hồng Loan xót thương đài trang nay làm sao xóa tan cửu quan đời Liễu Dương sai đấm tân nương làm sao mơ phai niềm riêng dính ly làm sao mơ phai niềm riêng dính ly. Đây đó là một cái bài hát mà cái Lưu Hồ Quảng mà mỗi lần mà mình làm xong mình up lên trên mạng là như vậy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và mọi người đã theo dõi. Nếu mà có gì mọi người muốn yêu cầu Vinh làm cái gì đó, mọi người cứ comment cho Vinh ha, rồi Vinh sẽ làm theo yêu cầu cho mọi người. Đang lúc mùa dịch bệnh đang rảnh mà, mình sẽ làm mấy cái này cho mọi người nghe để mọi người giải trí nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.